Đây là bộ trang phục của dân tộc của các chị. Đây là bộ thường ngày, gồm có khăn piêu này, áo cóm này, gồm có thắt lưng này, cái váy này, cái xà cạp. Đấy là cái bộ thường ngày, còn bộ đi lễ hội, đi đám cưới thì gồm có thêm những cái sạch tít này, cũng áo cóm như thế này, có khăn tia là cái váy, xà cạp nữa.